Hôm nay là thăm kiểu này là đạt kỷ lục mọi khi các bạn ơi. Tỷ lệ dính là ngon lành đó. Trời ơi. Em nào như em nấy các bạn ơi. Quá đã. Cả đống luôn kìa. Ôi đằng kia nữa kìa. Đây kỷ lục các bạn ơi. Kỷ lục bay chỗ này. Trời ơi, chuột vườn nó nhìn nó đã. Rồi, xin được chào đón quý cô chú anh chị và các bạn. Chúng ta đã quay trở lại với kênh. Và sáng hôm nay thì nhóm tổ chức đi thăm 7 chuột các bạn ơi. Đây nó quang đang đi trước nè. Bạn Trung thì cũng đang chạy tới các bạn. 7 chuột thì hôm qua thì nó quang nó đặt cái khu này khoảng 35 cái. Còn ở gần nhà thì đặt cũng khoảng hai mấy cái các bạn. Đi chúng ta thăm khu này trước thì xíu chúng ta đảo về gần nhà sau các bạn ơi. Dạ. Cờ đó à, dài dài lắm thì cũng có người đặt nữa các bạn ơi. Mấy cờ cắm này. Rồi bạn Trung cũng tới luôn rồi các bạn ơi. Rồi chúng ta vô đây các bạn ơi. Mình giường này nè. Giờ 7 chuột thì chủ yếu ở trong các mảnh vườn các bạn. Ngoài đồng lúa thì giờ cũng hết chuột. Chuột giờ nó cũng gom vô vườn hết. Không lắm. Hai cái đầu chết. Hai cái đầu chết rồi. Đường ngon quá mà không chạy. Khu này giờ địa thế ngon quá mà nó cái đầu chết hết các bạn ơi. Rồi em cơm đầu tiên đây. Không lớn nữa, làm chậm. Trọng trọng mà không lớn không. Để cơm đầu tiên. Đặt hết đợt này gì ba? Rồi cờ trước nha. Cờ ở đây. Đặt đằng đâu. Cờ nó gặp đâu. Ống cơm rồi. Rồi đây qua. Rồi bên này dính còn các bạn. Cái gì? Ủa sao đi hai ba đường rồi sao đi? Sao mà chúng nó đi chạy chạy? Đi hình. Thăm ở đây ta thăm mẹ nó hết đi. Mày biết đường thăm không? Còn con. Rồi một em cơm nữa các bạn ơi. Không mất tiêu rồi. Đi qua đây luồng này trước đi. Thằng kia đựng con nữa phải không? Đây. Rồi con này trọng trọng nè, bự nè. Đặt quá lửa. Bự luôn chứ trọng gì. Rồi. Quốc. Dưới này có cả mấy cái mương cũng im quá các bạn ơi nè. Mương nước nè. Rồi cơm nữa đây. Ô, có lý à. Mới vô không im mà giờ thấy ngon rồi nè. Em.
Ồ, con em cơm nào nấy bành mạnh các bạn ơi, nhìn quá mướt luôn. Thằng em nữa kìa. Ôi con này ngon cá, đặt ra em dòng ra cái đống cơm bự không à. Ủa cái nè bành mạnh không dương mà dương đúng rồi cái nè thái đời vừa cầm. Ồ bốn cái ba được nguyên cụm này nó vô cái đống luôn đã. Để đồ bạn đặt bên đó đó. Đồ bạn hả? Ơi mình đặt mới đây thôi. Rồi quà của bên này các bạn ơi. Ra đường bên này. Một ăn cơm. Rồi. Hồ lý đâu à, đây nè bành kia luôn các bạn ơi. Ui, ui. Trong cái đám cát lòi nè các bạn, nhìn cây cát lòi nè nó ra bông đẹp ghê luôn nè. Gì đó. Ui, hồ lý hả? Rồi hai cái hả? Ôi em cơm nữa các bạn ơi, sáng nay chùa cơm là ngon lạnh luôn rồi nè. Một em cơm. Ủa sao nó sập bớt. Cái gì? Một em cơm. Nó sập nữa. Ờ à, còn cái đường nó đi các bạn ơi. Sập hai cái luôn hả? Bên kia cũng sập hai cái nhưng mà dính cho con rồi. Nhưng chắc ủi đứt quá. Bánh cái hay ra. Thôi ơi con chuột cơm. Nào nấy coi kìa. Ừ con chuột. Trời ơi tôi tưởng chuột con nhâm. Bự. Bự, cái lòng bự cho nên nó vô nè. Ồ nãy giờ cũng gần chục con nữa nha. Có lý à. Cái nào còn vậy nè. Thấy không? Bà mẹ nó. Bên đây chạy qua. Ngon nha, ngon nha. Em cơm đi các bạn ơi, khổng lồ luôn kìa. Lấy đường nè, về mong ngon không? Khu này êm lắm. Những vườn ta bỏ hoang lâu năm các bạn ơi. Thấy để không ai chăm sóc rồi nè, quá trời cỏ. Rồi cơm nữa kìa. Khu này cơm không không có không thấy công nhân nào các bạn ơi. Ở con nào lấy gì kìa. Đi gan. Cơm. Quá đã. Không dính nữa. Còn đi ngủ đất trời. Dính nữa kìa. Ngon nghe, bữa nay ngon rồi. Trúng các bạn ơi. Trong vườn này ngon à. Hai em liên tục luôn kìa. Ờ, bảy gắn này. Chục nữa. Ngon không? Ồ, con nào nấy là trời, đúng. Ồ, thằng kia nữa kìa.
Hứa nhỏ. Ừ, thật chân luôn á, mà dính con cái à. Ổn rồi. Cái nó sạch luôn kìa. Nào. Lưới nhỏ, lưới nhỏ hai cái này sạch. Cái nào cũng sạch chứ. Được có hai con. Lưới. Như mẹ có lấy không? Thì cái đó rồi. Điểm 35 cái cờ là được. Rồi cơ bản là hết gặp cái khu này các bạn ơi. Rồi đang về nhà cũng đổ ra rồi, đổ để sắp đi chở. Chở có 35 cái nó dễ. Nó cái đường lên. Cũng nhiều quá. Sắp có được như con ấy. Mười mấy con. Cũng hơn chục con á. Lớn nhỏ. Đó đóng các bạn ạ. Rồi, rồi cho qua chui luôn cái gì? Rồi. Ủa mới đây chui gì? Trong chui. Cái đằng này có không? Có. Trời ơi. Chuột nhỏ quá hay gì? Chuột nhỏ hay gì? Có. Cách nhỏ chui được. Có hai chuột nhỏ. Nó có lộn mấy chuột nhỏ như này, mấy con này nè. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu. Đúng rồi. Ô, nhỏ xíu kìa. Ba, bốn con nhỏ nè. Mười mấy con á. Đó, cao rồi, chạy ra con kìa kìa kìa. Bự, tụt quá chạy đó. Quá chạy nãy nè, chạy đường mòn nè. Rồi. Tụt bự. Cái nhỏ đâu? Bự chà bá luôn. Chui đường nào. Trời ơi, trời. Ôi cái gặp gì mà ra, ra được ta. Cái nó ở dưới kìa. Cái gì mà sao cui ra được. Ừ. Sao. Chúng là mấy gặp thưa này dở không. Thưa nó mới bắt được tới mới hay. Ừ. Dở cái gì mà chạy ra chạy tụt bự. Cắt sơ sơ được rồi, chút về nhà đổ ra. Đây, cắp luôn đi về. Lấy cái bao kia. Một. Hai. Đếm hàng bự trước đây. Ba. Ba em. Bốn em. Năm, sáu, bảy, tám, chín, mười một con chuột lớn, mười một chuột lớn với ba chuột nhỏ nè các bạn, chỉ 12 chuột lớn. Ừ, hai nãy đi hết con nữa, có ba chuột nằm ở xíu, ba chuột bảy gắn. Rồi có lý rồi các bạn, đây gì là ngon, còn hai mấy cái gần nhà, nhà. Rồi, chúng ta chút xíu quay đặng dở bẫy luôn các bạn. Làm sao mà sợ đó. Rồi lên đường về khu gần nhà các bạn ơi, còn 23 cái nữa. 9 cái. Rồi chúng ta ra phải sau nhà các bạn ơi. Đặt cái này ở mảnh vườn sau nhà đi. Đậu rồng rồi cầm cái à. Ôi đậu rồng. Ăn biết hết sao luôn. Bây giờ đậu rồng qua nước ăn các bạn ơi. Thì mai mốt mình mua ăn miếng thịt bò về mình xào. Xào thịt bò làm ăn. Rồng hiện nay thì ngoài chợ bán là giá giờ xuống rồi đó, mà còn 100.000 ký đó. Mới
vườn vì sao không gài mưa, nước lên quá trời các bạn ơi. Nước nó đọng lại nè. Quá nước rồi. Một em cơm. Rồi, có lấy à. Trắng này gì là ngon các bạn ơi. Hôm nay đặt thì đâu có lúc nào mà được 15 con đâu bữa nay. Rồi qua phía sau này các bạn ơi. Còn cơm nữa kìa. Yeah. Cơm mày bự. Ồ rồi, bánh kè đó con nữa kìa. Ồ, có lý ạ. Có ngoài á. Đúng luôn. Ngoài á. Ngoài hả? Rồi đi vòng qua các bạn. Sao cái hai con hả? Hai em nữa. Mấy cái mặt con. Hai em nữa, nãy 10 15 ha. Quá xinh. Quá xinh rồi các bạn ơi. Đúng đi nó không được luôn. Ô, tội xinh. Phía sau các bạn này quá lớn. Bơm nước ra. Ngồi có lý rồi bạn ơi. Sáng nay ngon rồi. Đó, sập nó không biết cái nào nữa. Vô nữa. Hiểm không? Ngon, tương lai là khả năng là chúng đậm cỡ cỡ 20 con trở lên á. Ừ. Ngon ngon. Bành bành các bạn. Bành bành các bạn. Nay là bữa chúng chắc là chúng nhất trong các bữa các bạn ơi. Này có lấy. Lấy rồi. Phải có cống nhum nữa thì. Ừ. Đằng kia mới có nhum không có thôi đấy. Rồi. Tiếp tục các bạn ơi. Không hôm nay buổi sáng ra thăm bảy nha. Thấy ngon lành rồi các bạn ơi. Cặp mà không dính nè. Đây cái hầm ta nuôi cá các bạn ơi. Qua khu này các bạn ơi. Xa
sáng không khí trong vườn mát mẻ các bạn ơi. Bành bành các bạn ơi. Hôm nay là thăm kiểu này là đạt kỷ lục mọi khi các bạn ơi. Dính tỷ lệ dính là ngon lành đó. Trời ơi. Em nào như em nấy các bạn ơi. Quá đã. Cả đống luôn kìa. Ôi đằng kia nữa kìa. Tầm cái 4 con. Thôi thôi thôi. Đây kỷ lục các bạn ơi. Con cái là không dính rồi. 5 cái 4 con. Kỷ lục 7 chuồng cái này. Trời ơi, chuột bự nè. Trời ơi, chuột vườn nó nhìn nó đã. Ô luôn rồi. Đây là 5 cái hả? Nãy giờ tinh ra là trên 20 con các bạn. Này trúng mánh chuột. Các bạn nhìn mấy hàng dừa trồng nè. Nhìn rất là đẹp các bạn ơi. Dính không? Chuột cơm nữa các bạn ơi. Ô, có lý có lý. Ngon lành. Tỷ lệ dính bữa nay là ngon lành các bạn ơi. Hơn 2/3. Tiếp đào biết hả? Rồi. Đánh trúng hơn đẳng luôn nữa. Đừng đi. Mấy con? Đây 6 5 con rồi. 5 con. Một con mà chưa hết gặp các bạn ơi. 6 con. 6 con. 7 con. 7 con. Ủa, nói con. Nhiều vậy? 8 con, 2 con nữa. Ừ. Rồi để kia mấy con. Để kia 2 con. Để thằng rắn 2 con không lấy theo nữa. 10 con. 10 con. Rồi. 4 5 9 gặp. 6, 4, 8. Mới 8 cái hả? Thôi. Vậy là tổng kết lại bữa nay là hai mấy con á? Hai mấy con? 15 con. 3 con. Hồi nãy đằng kia 15 con. Ừ, kia 14 con. Điên con. Điên con là 15. Phải không? Đây 10 con. 4 con điên con. 15 con. 15 con. Đây 10 con nữa là 25 con. Ừ, nay kỷ lục luôn các bạn ơi. Hồi nào giờ là mới thấy bữa nay ngon lành nhất trong trong những lần đi đặt luôn. Không chỉ con nhum hay tiếc thôi. Mình chụp có cơm mà con nào con lấy bành bành không à. Ừ, nay đặt là không có đi xa mà. Phía sau nhà với nãy thằng kia thì cách nhà cũng vài cây số à. Rồi lộ trình về các bạn ơi, mừng quá. Trình nè, trình ở trong hầm vét ra đây nè, lúng. Rồi.
rồi chúng ta chắc ra xem lại cái nữa các bạn ơi, xem thành quả sáng giờ đây quá nhiều rồi, bữa nay kỷ lục luôn rồi nè, hàng hàng lũ rồi nè, giống như trưng bày đi bán luôn rồi, quá thương chuột rồi. Điểm là sao chung 2 4 6 8 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 23 23 con. Em ba em. Ở đây cho đang điểm 25 4 con cả. Giật trong đó đó. Ừ, bán gì? Cảm ơn thấy ừ. Anh nhớ điểm 24 25 mà. Đây. Vô. 24 con. Đi hên con kể như 25. Mà trong đó thì có mấy con chuột nhỏ 2 con à, 3 con. Rồi, ngon lành các bạn ơi, bữa nay là kỷ lục đi 7 chuột luôn rồi. Quá đã. Trúng chuột. Tỷ lệ là dính là hơn 1/3 các bạn ơi. Đã đặt có gần 60 cái mà dính được 25 con. Từ 3 ký gửi lên. Bữa nay không được nhầm nha. Không nhầm này, thời tiết không có nhầm. Nhiều có bao nhiêu đây mà không nhầm. 3 ký khỏe không? Khỏe, trên 3 ký. Từ 3 ký, 3 ký rưỡi à. Còn nào không lấy bánh bánh thôi. Con cục này nè, hai con, ba con này nè. Ba con này mà không ăn, bốn con này mà không gần 1 ký ta mới thả được. Con cỡ 210 g. Rồi, video xin phép kết thúc tại đây. Nhóm xin chào, hẹn gặp lại quý vị ở clip sau các bạn ơi. Sáng nay là vô mánh chuột các bạn. Nhóm tiếp tục sẽ đi đi câu nữa các bạn ơi. Câu thì làm cái clip riêng. Anh em xong này chuẩn bị đi đi câu. Hôm nay trời nãy sáng chuyển mưa mà giờ cũng bớt bớt rồi nè, hết. Giờ trước mắt ra chạy trước cái coi. Ra đón cá linh ra nè. Ừ, giờ mùa cũng mùa tới mùa cá linh các bạn ơi. Rồi, tạm biệt quý vị. Okay.